dao á. Ừ. Cái này mà đọc không bẻ có phải nó thật không? Dạ 100%. Cái này nhưng mà sao mà nó bẻ lắm vậy? Sao bọn em nhìn thấy? Gọi là nó giả mà. Không, ý là vì sao nó không biết. Cái này là biết. Cái này là của anh là nó có chữ S đó hả? À, cái này của anh là có chữ S hả? À, ai giám đốc nón sơn đấy. Dạ. Là ý là bằng sau, bằng sau đi mua là có cái chữ S ở chỗ này. Chứ cái này nó khác hàng kia gõ cái bẻ cái thằng này gõ nó không phải đâu. Nhìn thì nó vẫn là sắc sảo. Nhưng mà anh lôi cái mút xốp ra, mút xốp ra anh đục tay một cái. Mút xốp ra anh đục tay đọc thử. Không anh, cái nón này em nhìn em tưởng nón sơn này. Em nhìn đây này. Anh sao cho được cái này. Đồng biết bao nhiêu. Tấm cung tấm anh rút cái mút xốp ra để cho mấy anh này coi này. Này, mút xốp ra nha, đây. Nón sơn thì ai mà đập bể như thế này tặng 10 triệu. Sốp cũng vậy. Nón sơn bảo đảm luôn đấy. Rút cái mút xốp ra mà nón sơn ai đạp bể tặng 10 triệu lên, tặng 10 triệu. Lột cái bỏ ngoài á. Nếu mà ai đạp bể như thế này tặng 10 triệu. Lột bỏ ngoài rồi. Bỏ ngoài. Còn cái này trong cái nằm á. Nó bị chất lượng rồi nằm. Chất lượng rồi nằm ở đây. Bây giờ đó em thấy là nó dài rồi, nó là từ trong từ một con ngoài luôn. May ra mũ mà anh thấy thằng anh em mình xài mấy thằng thực chứ. Đạp nhà thôi là đạp. Đó. Còn nón sơn thật thì không bao giờ mà có cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà đi mua ở đâu cho thử đâu. Đợt anh Trần Hùng vô đó, em nói anh tưởng nó đùa, cho mấy thằng dùng con đôi cầm đập bài tay đâu có vỡ được. Mình đã tính cái tỷ đồng cho cái shop này nó bao nhiêu rồi, không để đập vỡ được. Nó làm giả rất là tuyệt vời. Đang nghĩ trong thành viên hôm nay đến bao nhiêu là tặng luôn.
bảo hiểm nó đơn giản. Món này thì thị trường nó không thiếu. Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp bắt được người này. Này em quay về có không sự không làm nữa liệu không 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 làm nữa làm ho rồi không làm nữa ho rồi mấy chị đến mấy chị khiên tội vậy trời mấy anh trốn đâu hết rồi vô vô về thêm phụ một tí các đội dưới nó làm đó mà lên cái này cái nè vượt vượt biên quá là dịu kinh khủng. Rồi, ok, đứng đây cái. Rất là mệt mỏi. Nhưng mà nó được cái vỏ thôi, nó cái ruột. Thì nó bảo hiểm là nó ăn.